có cá nè, cá không biết cái gì nha, nó già lắm. À, con lươn nữa, wow, con lươn bự luôn. Ui da, nhiều, cái lợn này, 6 con luôn. Xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương. Thì hôm nay Dương đi thăm lờ ban ngày nha. Thì bữa giờ Dương làm công ty cho nên Dương đi thăm ban đêm, nhưng mà hôm nay Dương nghỉ công ty rồi, thất nghiệp rồi. Thì Dương sẽ đi thăm lờ vào ban ngày để quay cho nó đẹp xíu. Quay ban đêm cực quá, trời lạnh nữa. Thì cũng có thể cũng có lúc Dương sẽ đi quay ban đêm, nhưng mà hôm nay thì Dương sẽ đi quay ban ngày. Hiện tại Dương đang có mặt tại Long Thành nha. Thì trên đoạn đường đi thì Dương sẽ quay lại cái thành quả của Dương đi thăm lờ để cho cô chú anh chị mình xem để trải nghiệm nha. Thì giờ để Dương quay phía trước nha. Thì ở đây cũng còn mấy cái vùng đất quang đó. Thì có cá cho nên là Dương đu cái lờ mình đặt đây, nạo dục cái lờ mình đi rồi đó. Đặt cái lờ nó xuống đây vậy. Mẹ kiếp. Cái này thiệt chứ. Cái lờ mình đặt đây nè cô chú anh chị, lấy cái lờ mình xong rồi đặt lại cái lờ đó luôn kìa. Mà cái lờ đó là gách. Nản thiệt chứ. Phá quá phá rồi. Thì mới thăm cái lợn đầu tiên thì mất một cái rồi. Cái lợn thứ hai của Dương sao bị móc mua bỏ linh vậy? Có cá không? Có cá nè, có cá nè. Cá không biết cái gì nha. Ôi già cá lóc. Ôi già cá lóc nha. Còn cá lóc này thì chú anh chị mình. Wow. Nè cá lóc đã chưa? Bự đó, không có nhỏ đâu. Để Dương bắt cá lóc này ra. Đây, cá lóc đầu tiên nha. Ôi, nó bị con gì cắn cục cái đuôi luôn nè. Như là bị mấy con ốc này nang á. Để Dương đổ mấy ốc này ra bớt đi, để em đây nó cá nó. Mình sẽ thăm cái lời tiếp theo thôi. Lời tiếp theo Dương đặt trong cái bu lùm này nè. À, trong đây có gì không? Giật ra coi. Dỡ lên, khui. À, cái lời này con cá lóc nha. Đây, con ếch nữa. Wow, con ếch bự luôn. Hay dữ rồi. Ây da. Được con ếch đi con cá lóc nè. Ếch bự rồi. Nó thì bự luôn á. Để mình bắt cá lóc ra trước. Gam luôn á. Nè. Mất khủng luôn. Nó là Dương sẽ bỏ vô cái túi để nó nhảy ra ngoài á. Nếu mà nếu cái lờ chỗ đó mà không có người thăm thì chắc có cá đó, không người lấy cái lờ đó chắc có cá đó, tại vì cái đường nước đó. Đây có giống một cái lợn lên xuống đạp, cái lợn còn không mất tiêu nữa.
lấy mất cái lợn mình đục. Ở đây mất thêm cái nữa. Thì Dương thăm mới 4 cái. Thì mất 2 cái rồi. Hơi buồn xíu. Không phải mất mà lấy dục ở đây nè. Là mình lấy giờ ngồi dục ở đây. Thì cái lời mình ngoài đó mình lấy vô đây bắt cá là dục cái lời đây ha. Hên mình tưởng nó mất rồi, bây giờ còn đây không sao. Cảm ơn, cảm ơn, lấy cá ăn thôi được rồi, không mất cái lời là ok. Khó lắm. Phải có cá nha. Dở lên rồi. Cá vô nhiều quá. Nhìn thấy cá nó tùm lắm. Cái kẻ giữa nè. Ôi, có cá quậy nha. Nhìn nghe có cá quậy trong cái lợn cái chuẩn nè. Dở lên cả. Cá mà lớn mà quậy ghê vậy. Hui. Bận có bận. Hai ba con không bự. Quá trời bận. Ba con luôn mà không có bự, cá nhỏ nhỏ không nè, cá bằng đồ cái có là được rồi. Bây giờ Dương sẽ giặt cái lờ này, Dương đặt lại đây luôn. Thì cái giặt lờ này Dương thấy cũng ổn đó. Sao qua tới đây rồi? Bữa đây nhặt con nếp kia kìa. Chắc ai kéo qua đây ạ. Dùng hai cá lóc còn chết con nha. Bữa là Dương đặt nó mấy bên túi bên kia, đẩy túi bên kia, không có đẩy đây sai sát đó đâu. Dương đặt cái lên này lại. Rung rung cái lờ đó lên này. Có cá nha, có rung rung lờ nè, có cái gì. Cá sạc với con cua đồng. Đây kìa.
vô giữa này Dương có đặt cái nha. Đi coi đặt ở đâu chỗ nào nè. Hình như trong đó đó. Lờ của Dương bên này. Trời ơi. Vô con rắn chung nó chết queo. Nó sình lên nè. À, con lương đó. Wow. Con lương bự luôn. Chắc là vô con lương này trước rồi con cắn chung nó thấy vậy nó mới vô sau thì nó mới bị khoáng cái lưới vô cái miệng lên chết. Wow. Để bắt con lương này ra nha. Đây nguyên cẩn thận con lương này chắc cũng 300 g hơn 300 g á nè. Xem tí nữa thiện lương này đi rồi trời chụp đèn hết le lử luôn. Chụp lương mà đèn hết le lử luôn chết nó chết không nữa hy vọng không chết nha. Là nổi lên luôn rồi. Bữa Dương đặt thì nước nó đầy nha. Hôm nay nước nó cạn á, nổi lên. Bắt bắt. Ôi. Ôi quá, dữ vậy. Ui da. Con lợn này. 6 con luôn. Cái tiếng chuyện này. Sáu con cá lóc luôn. Cái con này mà bự bự hết là ngon rồi. Này. Con luôn ghê không cá rồi là 6 cá lóc cũng khiếp. Mình đặt lại đó nữa nha. Thì bữa Dương đặt ngay góc dừa này cái nữa. Không biết là còn không. Là còn nè. Sao nó nổi lên trên vậy ta? Nhẵn đen luôn. Nè cá bự nó tung sao? Trời ơi. Chuột cắn gắt mọi ơi. Có cá vô chứ không còn đâu. Ba con cá lóc. Cái lò bị chuột cắn lủng luôn. Vẫn còn 3 con cá lóc ở trong đây. Ác đạn thiệt chứ. Cũng bấy cái lò trên luôn nè. 3 con cá không bự. Thì làm gì nó cũng gắt rồi thì Dương sẽ để cái lò này lại đây luôn nha, đặt lại chỗ đó luôn. Thì mấy cái đường nước này lên nè thì Dương đặt trên này thì hy vọng là mưa cá nó mới chạy nhiều, nhưng mà nắng mà nó cũng chạy luôn nha. Đây có gì thì nhẵn cái đầu lên luôn rồi, để vô cá khủng mà nhẵn cái đầu lên sao ta. Vô cá bự quá nó cũng nhảy tung cái đầu lên nữa đó. Mà rất tiếc. Rất tiếc không có con cá nào luôn. Chắc là do treo lên cầm con muốn á. Bữa giờ không có dạng nổi này. Cái này đặt cái dạng lỗ sâu xuống vậy nè. Nó mới cá nó mới vô nha. Bữa giờ không có
giặt lỗ. Rồi đó, lỗ nó phải sâu như vậy cho các bạn nằm xuống như này, cá không chạy. Bắt mấy con cá lóc qua cái túi này trước này, để nha, để nhiều quá nó nhảy nha. Bây giờ con nó nhảy ra. Yên tâm, mười mấy cái chắc cũng 2 ký cái lóc rồi đó nha. Này, cột lại thân lương nó ra. Tiếp tục thôi cô chú anh chị mình đây. Thì nãy Dương thăm cái vạc ở trong kia là trong suối Chầu nha. Thì giờ Dương ra cái vạc ngoài rồi. Bữa đặt thấy ngon lắm nè, nước không có chảy nè, thấy im lắm không biết sao. Hy vọng sẽ có cá nha. Khui. À, vô con hết. Thấy mía tưởng nó không có cá chứ. Bây giờ vô con hết nè. Nhảy dữ ạ. Thôi đừng nhảy nữa, đây, để vô. Vô ăn cá mình. Mạnh như vậy. Rồi ok. Dạ cưng ơi. Thầy Dương bỏ ngó tay vô cái túi luôn. Rồi, Dương sẽ đặt cái lò này lại ở đó nè. Thầy Dương đặt lại. Thầy nước phèn quá. Cái gì vậy? Ôi, cái sạc không mà vậy đó hả? Nhôi hết. Cái sạc này bữa sau vô sót, hôm nay vô không bắt nha. Tới cái lại nữa rồi. Hy vọng cái lại này sẽ có cái nha. Nãy giờ mấy cái là nó có sạc con không? Hy vọng cá bự coi. Khui. Mèn ơi. 3-4 con cua. Con cá toàn là cua không vậy? Trời cũng sắp tối rồi. Cái này chắc 5 giờ mấy ạ. Mình quên lấy cái đèn nữa rồi. Nó cản trở hoài. Hy vọng cái lờ này có đây. Ngẩng đầu lên kìa. Hè, chắc có cá bự đó. Nó ngồi trên đó. Nó. Ây da. Cái gì không vậy? Cái sặc cái quyển không trời. Rồi. Thì bữa sau Dương mới bắt cái con cá này nha. Nay thì Dương không bắt cá nhỏ. Thì cái nhỏ này để lại bữa sau mình bắt nha. Tranh thủ thăm mấy cái lại biết là để tối là không có đèn là không thấy đường. Ui. À một bé cá lóc nha. Nãy giờ biết bao lâu mới được con cá lóc. Cá cũng không bự nữa. Kệ đi, có đỡ hơn không. Cái khung cảnh ở trong sân bay nè cô chú. Thì nhà này của trước đây là người ta cũng có người ta ở đây đó. Nhưng mà bây giờ á là người ta bồi thường nè, ta bồi thường người ta
sàn lấp á, tới rồi nè, cho nên là người ta dọn nhà đi hết rồi, không còn ai đây hết á. Nhà cũng nhiều lắm ở trong này, hồi xưa là vườn của người ta trong này, vườn chôm chôm, vườn sầu riêng các kiểu. Mấy cái lời cuối cùng đây nè, mũi đèn có thấy gì không, nước trong quá vậy không thấy gì luôn. À có một con cá bóng tượng đây, con này về nấu cháo cho con gái được rồi nè. Ở đây thì cái ao này hay vô cá bóng tượng nha nè. Dạ, lúc trước con đặt con cũng nửa ký á, bự á, hôm nay con này nhỏ rồi. Rồi sọt lại đây thôi, hy vọng là bữa sau cá bự hơn. Đây vừa còn một cái lờ nữa, cuối cùng nha, hy vọng là cuối cùng này sẽ có cá bự rồi. Con chim bay, chim chim còi bay xè xè đầu thằng ong rồi vẽ. Đây tới cái lờ này nè, hí hí đi coi, thấy chìm quá vậy, chìm quá không có cá đâu. Ê có cá nè, như nghe nghe tung tung nè, như là nghe tung tung đó. Ê gì vậy, cá gì vậy, trời ơi cá sặc không bao nhiêu đây nè. Cá sặc con bự không à, đây chắc 200 gram có sặc luôn. Thì hôm nay cá nhỏ Dương không có bắt nha, để Dương đặt cái lời này lại cái. Dương cũng đã kết thúc nha, thì tí nữa về Dương sẽ đổ cái thành quả của buổi thăm lờ hôm nay cho cô chú anh chị mình xem nha. Cô chú anh chị mình nhớ nhấn like, theo dõi kênh của Dương để xem những video Dương mới ra mới nhất nha. Tiếp theo sau chắc Dương sẽ đi đánh chim nha, Dương sẽ đi đánh quất vài bữa coi, đánh chim đêm hy vọng là sẽ có coi. Rồi giờ Dương bye bye cô chú anh chị nha, chứ tiếng này về Dương sẽ quay cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem. Giờ tối là tranh thủ viết về nè, cuối cùng thì cũng về tới nhà rồi, bây giờ Dương sẽ đổi cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây con nón này mệt quá, Dương quay gần xíu. Đây thì mấy con cá lóc này không xa bé mà, cá bóng tượng nè, tôm, thì có con ếch, hai con ếch nha, Dương bắt hai con ếch này ra cái để thay đổ ra nó nhảy ngoài luôn. Rồi con ếch bự này do Dương chụp con lươn hồi chiều nè, mà đè nó chết queo luôn nè. Để Dương đổ cá rồi. Wow. Ai, con lươn khủng. Đây là cái buổi chiều của Dương nè. Đây. Chắc cũng 2 ký mấy 3 ký cá lóc á. Đi, nhảy nhảy. Chưa 2 con ếch nha. Thì chúc nó Dương cho thịt 2 con ếch luôn. Lương cứ bỏ riết. Rồi, cái video thăm lợ buổi chiều hôm nay Dương tới đây là kết thúc nha. Hẹn cô chú anh chị video sau. Nếu mà cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của Dương đó thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video Dương mới nhất của Dương nha.